tử vi chủ nhật ngày 1 tháng 9 năm 2024 của 12 con giáp tức ngày 29 tháng 7 năm 2024 âm lịch, ngày mậu thìn, tháng nhâm thân, năm giáp thìn. Xung ngày, canh tuất, bính tuất xung tháng, bính dần, canh dần. Bính thân chủ nhật này con giáp nào gặp nhiều may mắn, con giáp nào gặp họa tai ương. Dự báo này giúp bạn lường trước những điều có thể xảy ra trong ngày để tìm cách đề phòng. Để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập YouTube tử vi mỗi ngày.vn 1. Tuổi tí ngày 1 tháng 9 năm 2024 vận trình tốt đẹp đang chờ đón tuổi tí trong hôm nay, Chủ nhật mang đến cho bạn nhân duyên cực tốt đây là tín hiệu đáng mừng cho những bạn độc thân dễ có cơ hội tìm được một nửa mình mong muốn ngoài ra các cơ hội hợp tác làm ăn buôn bán của bản mệnh cũng rộng mở hơn trước rất nhiều người làm kinh doanh có thể nhân cơ hội này để phát triển quy mô hiện tại thu hút thêm nhiều khách hàng sẽ mang tới nguồn tài lộc dồi dào cho tuổi tý không những thế chủ nhật này tuổi tý còn có lộc ăn uống lắm nhé bạn đi đâu cũng có quý nhân phù trợ, phúc lộc dồi dào nên cảm thấy tinh thần phấn chấn, tươi vui cả một ngày. Một phần là do tính cách bạn thoáng đạt, tích cực nên mới được nhiều người quý mến như vậy đây. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ 9 giờ quý nhân phù trợ, thìn, thân màu sắc cát tường, đen, trắng. hai Tuổi Sửu ngày 1 tháng 9 năm 2024 tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp dự báo chủ nhật hôm nay, tuổi Sửu dễ vướng vào chuyện thị phi. Tính tình quá thẳng thắn. Bộc trực của bản thân tuổi Sửu lại là con dao hai lưỡi. Bạn bè thân thiết có thể hiểu tính cách của bạn. Nhưng với người mới tiếp xúc thì tuổi sửu có thể bị đánh giá là thiếu sự tôn trọng và không chín chắn. Để đối phó với vấn đề này, tuổi sửu cũng không cần phải sống giả tạo và nói những điều trái với lương tâm, suy nghĩ của mình. Nhưng nên học cách giao tiếp khéo léo và tinh thế hơn để tránh những hiểu lầm cũng như chuyện rắc rối không đáng có. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi nói ra một điều gì đó. Những chuyện thị phi bên lề vào chủ nhật này không ngăn được vận trình tài lộc may mắn của tuổi sửu chuyện tiền nong có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Con giáp này dựa vào thực lực của mình để giành lấy cơ hội thành công. Nhờ đó mà nguồn thu cũng được tăng lên và có thể thoải mái trong việc chi tiêu trong thời gian này mà không phải đắn đo quá nhiều. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ 11 giờ quý nhân phù trợ, tuất. Máu màu sắc cát tường, cà phê, xám. 3. Tuổi dần ngày 1 tháng 9 năm 2024 tử vi hàng ngày phương đông cho thấy rằng chủ nhật ngày 1 tháng 9 năm 2024, tuổi dần có thể đạt được những bước thăng tiến lớn trong sự nghiệp. Con giáp này rút ra nhiều bài học, kinh nghiệm từ những khó khăn, trở ngại đã vượt qua và trở nên mạnh mẽ, vững vàng hơn trong tương lai dù có phải đối diện với bất cứ thử thách nào. Tài lộc trong ngày Chủ nhật này không quá dồi dào nhưng tuổi dần vẫn có thể thoải mái chi tiêu. Đi chơi cùng bạn bè mà không phải quá lo lắng chuyện tiền bạc bị thiếu trước hụt sau. Cả công việc chính và phụ đều có thu nhập ổn định, có hướng phát triển mở rộng hơn giúp cho con giáp này có thêm thu nhập. Vận trình tình cảm của tuổi dần trong ngày thứ năm này khá ngọt ngào giúp cho các dự định gắn kết tình cảm trở nên thuận lợi vui vẻ và các hiểu lầm có cơ hội được giải tòa. Tuổi dần nên tranh thủ thời gian này để hâm nóng tình cảm cùng với nửa kia của mình. Giờ tốt trong ngày, 3 giờ 5 giờ quý nhân phù trợ, dần, mão màu sắc cát tường, xanh rêu, xanh da trời. Bốn tuổi mão ngày 1 tháng 9 năm 2024 xem bói tử vi người tuổi mão trong ngày Chủ nhật này là một ngày mang tới nhiều may mắn và hiệu quả cao trong công việc. Tuổi mão nên phát huy khả năng đàm phán, thuyết phục của mình nhiều hơn nữa để có thể tạo ấn tượng với mọi người xung quanh cũng như đối tác của mình. Tuy nhiên sự may mắn cũng có thể đi kèm với thử thách khó khăn khi một vài người đồng nghiệp xung quanh tỏ thái độ ganh ghét, ghen tị và muốn cản trở bạn. Vì vậy bạn cần phải cẩn trọng trước khi làm bất cứ việc gì. Tốt nhất là chỉ nên làm nhiệm vụ của mình thôi. Tình hình sức khỏe của tuổi mão ngày hôm nay không được tốt cho lắm. Bạn không nên quá lao lực, mải mê trong công việc. Bạn có thể dành buổi tối ngày hôm nay để nghỉ ngơi, thư giãn một chút để đầu óc tinh thần cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ 7 giờ quý nhân phù trợ, hợi, thìn màu sắc cát tường. Xanh lá cây, xanh rêu. Nam, tuổi thìn ngày 1 tháng 9 năm 2024 tuổi thìn sẽ rất tham vọng bạn nên tận dụng nguồn năng lượng này vào công việc có lợi cho con đường tiến thân lên vị trí chức vụ cao hơn ngoài ra muốn thành công thì phải tích lũy kiến thức cho bản thân đừng nghĩ rằng chỉ cần làm việc siêng năng thôi là đủ hãy thôi mơ mộng và vạch ra kế hoạch nâng cao tri thức cho mình càng sớm càng tốt phương diện tình cảm khá tốt tuổi thìn có thể yên tâm vì luôn có hậu phương vững chắc ủng hộ bạn Bên cạnh đó, tối nay có thể bạn sẽ nhận được một bất ngờ nho nhỏ từ người ấy đấy. Tuổi thìn thường nghĩ thông thường trước khi chế biến thực phẩm chúng ta luôn rửa sạch tất cả. Tuy nhiên không phải loại thực phẩm nào cũng cần phải rửa. Ví dụ thay vì rửa thịt thì có thể nướng hoặc luộc sơ để tiêu diệt vi khuẩn hoàn toàn ở nhiệt độ cao. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ 9 giờ quý nhân phù trợ, tuất dậu màu sắc cát tường, vàng, nâu. 6. tuổi tỵ ngày 1 tháng 9 năm 2024 chủ nhật này cho thấy, tuổi tỵ cảm thấy không thoải mái khi những việc không hay ho từ quá khứ bỗng nhiên bị gợi lại việc cứ phải giữ mãi sự khó chịu trong lòng không chỉ khiến bản thân phân tâm mà còn có nhiều tác động đến tâm trạng và tinh thần làm việc để giữ bình tĩnh trước khủng hoảng điều tuổi tị nên làm là tránh đưa ra những hành động thiếu sự cân nhắc trong công việc bản mệnh cũng không có cơ hội để thể hiện dù có nhiều ý tưởng sáng tạo độc đáo cũng vì thế mà vận trình tài lộc đi xuống trông thấy có thể phải đi vay mượn để giải quyết rắc rối. Bù lại chuyện tình cảm là niềm an ủi đối với tuổi tỵ. Mối quan hệ gia đình hay bạn bè đều khá hòa hợp. Con giáp này có chỗ dựa tinh thần vững chắc, có được sự an ủi, chia sẻ từ mọi người xung quanh cho nên có thể đứng vững trước nhiều đợt sóng to. Gió lớn trong cuộc sống, giờ tốt trong ngày, 17 giờ 19 giờ quý nhân phù trợ, sửu dậu màu sắc cát tường, đỏ, hồng. Bảy, tuổi ngọ ngày 1 tháng 9 năm 2024 tử vi hàng ngày nói rằng tuổi ngọ làm việc rất siêng năng và chăm chỉ, cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ trong công việc. Song vẫn có những kẻ xấu đang ganh ghét, đố kỵ muốn hãm hại, không ai có thể làm hài lòng tất mọi người vì vậy bản thân tuổi ngọ chỉ nên tập trung làm nhiệm vụ của mình thật tốt mặc dù đã cố gắng tránh những chuyện thị phi nhưng tuổi ngọ vẫn bị vướng vào một vài rắc rối không đáng có điều mà bạn cần làm lúc này là giữ được sự bình tĩnh chớ nên cả giận mất khôn ảnh hưởng đến uy tín của mình mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua đi những tiếng xấu mà bạn bị gán ghép sẽ sớm bị nhìn ra là hoàn toàn không có thực bù lại vận trình tình duyên của tuổi ngọ rất tốt đẹp có nhiều dấu hiệu khả quan nếu còn độc thân con giáp này sẽ có cơ hội để bày tỏ với người mình thích còn với các cặp đôi đang yêu hãy tận hưởng những giây phút hạnh phúc vui vẻ bên cạnh nhau vun đắp vững chắc hơn cho mối lương duyên này và cùng nắm tay nhau vượt qua mọi thử thách trở ngại của cuộc đời giờ tốt trong ngày 11 giờ 13 giờ quý nhân phù trợ, dần, tị màu sắc cát tường, tím, đỏ. 8, tuổi mùi ngày 1 tháng 9 năm 2024 hôm nay, tuổi mùi sẽ có một ngày ngập tràn tình yêu hạnh phúc, bạn thực sự có được tình yêu thương chân thành của người ấy. Gia đình hạnh phúc là điều đáng nâng niu trân trọng hãy giữ gìn mái ấm này nhé. Tiền bạc không thực sự như ý đâu vì tuổi mùi đang tiêu quá tay. Sắp tới sẽ có nhiều việc phải dùng đến tiền nên phải có một khoản tiết kiệm cố định đi nhé. Sức khỏe ổn định. Tuổi mùi nên tập thể dục thể thao để giữ thân hình của mình đi nhé. Sức khỏe tốt, thân hình đẹp còn gì vui hơn. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ 15 giờ quý nhân phù trợ, mão ngọ màu sắc cát tường, nâu, xám. Chín, tuổi thân ngày 1 tháng 9 năm 2024 tử vi cá nhân hàng ngày, tuổi thân sẽ phải đối mặt với nhiều rắc rối trong công việc do những lời đồn thổi, dèm pha sai sự thật. Đối thủ cạnh tranh đang tìm cách hãm hại, tung tin đồn thất thiệt nhằm tạo nên tiếng xấu và ảnh hưởng đến uy tín cá nhân của bạn tuổi thân phải thực sự bình tĩnh giữ cho mình một cái đầu lạnh để xử lý linh hoạt trước mọi tình huống khó khăn điểm mạnh của tuổi thân là có một ý chí mạnh mẽ kiên cường nên không sợ hãi trước tình huống xấu lần này mà vẫn bảo vệ được vị trí của mình nếu cảm nhận rằng bản thân không đủ khả năng tự giải quyết tình huống thì nên tìm một chỗ dựa vững chắc và tranh thủ sự ủng hộ của người khác để thoát khỏi những sự tác động tiêu cực xung quanh vận tình duyên của tuổi thân có những chuyển biến tích cực đào hoa vượng khí giúp cho những người còn độc thân sớm tìm được nửa kia ưng ý chủ nhật này tuổi thân sẽ khá bận rộn với lịch trình hẹn hò gặp gỡ bạn bè con giáp này cũng là người có nhiều mối quan hệ khác giới vì thế mà việc tìm kiếm tình yêu cũng không phải là khó khăn. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ 7 giờ quý nhân phù trợ, thìn, tí màu sắc cát tường, vàng, trắng. Mười tuổi dậu ngày 1 tháng 9 năm 2024 tuổi dậu làm đều có kết quả như ý. Trong mọi dự tính về công việc làm ăn, bạn hãy thực hiện chớ nên ngần ngại, việc thành công là điều chắc chắn. Tất cả đều do phúc đức mà có, cho nên bạn cần nên để tâm vào việc tạo thêm công đức, làm nhiều điều phúc thiện để được thụ hưởng lâu dài. Chủ nhật này cũng rất thuận lợi cho việc di chuyển, thay đổi sự tính toán cho nên nếu bạn muốn đi xa mưu sự công việc hoặc thay đổi nơi ăn trốn ở thay đổi công việc thì nên thực hiện sẽ tốt cho bạn có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc việc làm ăn thành đạt tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình nếu có người mời hợp tác thì tuổi dậu nên nhanh chóng nhận lời không nên trần trừ sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến mọi vấn đề về tiền bạc nên giải quyết một cách uyển chuyển, không nên nóng nảy dễ đưa đến hiểu lầm tranh cãi, bạn nên dùng tình cảm sẽ thành công. Tóm lại, mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn về phương diện làm ăn đều may mắn thuận lợi. Có sự thu dọn, sắp xếp lại đồ đạc hoặc mua sắm xe cổ. Máy móc hoặc có sự thay đổi nơi cư trú của láng giềng lân cận hoặc của người thân trong gia đình. Bạn nhận được tin tức tốt đẹp ở xa về chuyện tình cảm hoặc chuyện tiền bạc. Nên có sự liên hệ tốt đẹp với cộng đồng, đồng hương hoặc hàng xóm, khu vực nơi cư trú sẽ có lợi về sau. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ 19 giờ quý nhân phù trợ. Tí, hợi màu sắc cát tường, bạch kim, sám. 11 tuổi Tuất, ngày 1 tháng 9 năm 2024 vận trình của tuổi Tuất không khả quan, bản mệnh càng lo lắng thì người ta càng dễ hành động vội vàng. Hấp tấp và cuối cùng mắc phải sai sót, trong khi đáng lẽ có thể hoàn thành mọi việc tốt hơn thế. Tuổi Tuất có thể sẽ phải hối hận vì thành quả trong tay bỗng tan thành mây khói. Trong chuyện tình cảm hôm nay tuổi tuất có thể sẽ cảm thấy buồn bã trong lòng về chuyện tình cảm bạn vẫn ước mơ về nửa kia của mình nhưng tới khi có một người cùng chung bước rồi thì lại nhận ra mọi chuyện chẳng giống như mình nghĩ về sức khỏe tuổi tuất cảm thấy không được tốt cho lắm các bệnh về xương khớp đang khiến bạn lo lắng về chế độ dinh dưỡng hàng ngày bản mệnh nên bổ sung vitamin D vào chế độ ăn uống hàng ngày bởi vitamin có hiệu quả cho xương hơn là dùng sữa. Giờ tốt trong ngày 19 giờ 21 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, hợi màu sắc cát tường, vàng, cam. 12 tuổi hợi ngày 1 tháng 9 năm 2024 hôm nay, tuổi hợi đón nhận nhiều may mắn đến với mình. Chuyện tình cảm tiến triển vô cùng thuận lợi. Nếu bạn và người ấy đã yêu nhau lâu thì khả năng về chung một nhà sẽ không còn lâu nữa. Đối với các cặp vợ chồng cũng tìm được sự tương đồng như vậy. Hai người ngày càng yêu thương và thông cảm cho những khó khăn gặp phải trong cả công việc lẫn cuộc sống tình yêu lâu dần đã biến thành tình thương, rất khó chia lìa. Chuyện làm ăn của tuổi hợi hôm nay cũng rất tốt, tiền bạc thu về tay không ít, bản mệnh không phải vất vả quá nhiều mà mọi thứ đều thuận lợi. Tuổi hợi cũng tìm được nguồn hàng tốt, giá cả phù hợp nên lợi nhuận ngày càng tăng lên, giờ tốt trong ngày, 5 giờ 7 giờ quý nhân phù trợ, mùi, mão màu sắc cát tường, đen, xanh lam.